Các bạn đừng tin những cái này. Những cái social wallet các thứ này nó chỉ tính thì một cách rất là vớ vẩn thôi. Mình nói thật với các bạn là một tháng mình kiếm được 2.000 đô từ cái kênh như cái kênh của mình bây giờ nhá. Các bạn có thể view nó rơi vào khoảng 100k view một cái clip. Trung bình khoảng như vậy đi. Có cái ít hơn, có cái nhiều hơn. Subscribe nó rơi vào khoảng như mình là khoảng 650. Bây giờ 600 bao nhiêu? 648. Và mình làm livestream là chính, mình không làm YouTuber. Và cái số tiền mình nhận được các bạn biết một tháng bao nhiêu không? Nó rơi vào khoảng 1.500. Đấy là hết. Đấy là tất cả những gì mà mình nhận được. Chứ các bạn đừng có mà xem những cái trang web kiểu như này, nó tính nó không đúng đâu. Có thể nó sẽ đúng với nước ngoài nhưng mà nó không đúng với Việt Nam. Nước ngoài thì bạn 1.000 view là nó sẽ tính cho bạn được khoảng 2 đô hay 5 đô gì đấy. Xong rồi mỗi cái lượt quảng cáo nó thêm mấy đô gì gì đấy. Nhưng mà ở Việt Nam đéo các bạn được 0,0 mấy đô ấy. Đéo tin á, đi bạn đéo tin cho xem luôn này. Đây. Mấy cái này mình không ngại, mình chia sẻ với các bạn để cho các bạn đỡ hiểu nhầm với các bạn đỡ ảo tưởng về cái nghề streamer với YouTuber nó không nhiều tiền thế đâu. Cảm ơn Nguyễn Gia Hưng nha. Anh sẽ làm offline ở Huế mà. Cảm ơn em nha. Đây, cho các bạn xem này. Đây, tiền của mình đây. Đây nha. Đây là một tháng nha. Đây là thời gian send này, đây là view này, lên được khoảng 18 triệu view này. Subscribe được khoảng 70.000 một tháng này, nghĩa là phải 5 tháng nữa mình mới đúng nút vàng nếu như theo cái lộ trình này. Đây tiền đây này, mình cho các bạn xem nhé. Đây, đây là tháng vừa rồi này, đâu phải đây. Tháng vừa rồi này. Tháng vừa rồi là có một ngày cái Google tự nhiên nó nhảy tiền lên, mình được 2.300 đô nhá. Đây có một hôm ngày 8-10 đéo hiểu ở đâu ra nhảy phát 500 đô này. Và tháng vừa rồi tại vì mình có clip là vlog này, đi tùng sói ăn thử đi bạn, một cua hoàng đế khổng lồ thì được nhiều tiền này. Còn lại thì đấy nó cứ bình bình, một ngày được khoảng, đây là tiền từ kênh YouTube nha, mình được khoảng 30-40 đô. Đây các bạn nhìn này, cứ 30-40 đô. Nên một tháng loanh quanh mình được khoảng 1.000 tiền YouTube hết. Nó đéo nhiều như các bạn xem ở trên những cái trang web này đâu. À có nhiều bạn xem clip này cứ bảo mình mặc áo rách. Đúng mà, cái áo đấy gọi là áo rách mà. Cái kiểu nó thế các bạn. Ui địt, có mẹ mày vãi lồn sao làm với nhà ta. Cảm ơn Can nha. Để anh hỏi mọi người đã nhá, tại vì cái này anh không quyết định được, anh phải hỏi mọi người xem mà có ok không. Sao nó làm được ta? À nó có 6 ngón. À có bạn hỏi hôm nay mình làm đéo gì ở Hà Nội Computer. Thằng cháu của mình vừa đỗ đại học. Nên là như trước thì mình có hứa với nó là cố học đỗ đại học thì mình sẽ mua nó một bộ máy tính. Nhưng mà mẹ nói bảo là muốn mua cái laptop, máy tính nó hơi cồng kềnh để nó mang đi mang lại, nên là hôm nay mình ra nó công tơ chọn nó một cái laptop đủ để học thôi, laptop tàng tàng 7-8 triệu thôi, mình phải đi vay mới có tiền mua laptop cho cháu ấy, khổ lắm. Xạo chó, xạo chó. Bán xịp in logo thì fan đang cảm ơn rất bao nhá. Hợp lý vậy đấy. Sắp tới mình sẽ in xịp logo thì fan gaming nhiều các bạn. Suốt ngày K7 thì bữa nay tao lướt Facebook của con K7 fanpage của nó, trời ơi tao thấy cái gì đâu mà trời ơi toàn Việt Nam không, giống như kiểu hiện tại giờ thầy đang kéo fan cho nó vậy đó, xong rồi nó rời bỏ thầy như một cơn gió thổi bay bay. Nó coi thầy như một trò đùa đó tụi mày, à tụi mày bỏ nó cho thầy, mày dẹp con nó cho thầy, khi nào mà nó quay trở lại non online á thì tụi mày hãy follow nó tiếp, còn hiện tại bây giờ là bỏ nó cho thầy, bỏ ngay lập tức cho thầy, thà bỏ thầy còn hơn bỏ gái. Thằng lồn win win này, địt mẹ bố mày kích mày, bố mày cấm mày, nếu hiểu sao mày mà thốt ra được cái câu này, câu vô tình vãi đáy, thì thà bỏ thầy chứ không bỏ gái, để vô tình vô tâm hết sức. Anh và Lý Ba Bồ mà. Chim thầy bao nhiêu cm à? Nếu mà bình thường mà gọi là không cứng em, nó tầm rơi đâu đó khoảng 18-20. Còn mà trời lạnh thì nó có thể teo teo xuống một chút xíu là tầm 14-15.
Còn nếu mà ở cái môi trường mà gọi là môi trường kích thích á, môi trường mà được kích thích á, thì nó rơi đâu đó ở tầm khoảng 30, 28 tới 30 cm em. Còn về cái độ mà độ dai, độ hiệu quả thì nó rơi đâu đó mà tùy theo mà gọi là hứng thú của thầy thì nó rơi đâu đó ở tầm là 30 cho tới 30 cho đến 60 phút nè. Nó tầm cỡ đó. Cái đó là tính luôn những cái phút dạo đầu á, những cái phút mà gọi là lau cục đèn, đá chính cốt, liếm lỗ dậu này nọ các kiểu đó. Nó thì nó rơi đâu đó tầm 30 và 60 phút đó tụi em à. Tụi em có thấy thầy rồi giờ không? Thầy tự cảm thấy thầy rồi giờ luôn đấy. Đúng rồi. Để chết mẹ nó cho thầy. Hay lắm. Con mày. Evelyn đánh hay quá, Evelyn đánh hay quá, để mở chat để khen Evelyn. Evelyn hay quá. Evelyn hay quá. Được được, em được, em được, em được nha, em được nha, em được nha. Em được nha, em được nha. Không sao, em luôn cho thầy, em luôn cho thầy. Em được. Thầy đánh giá sức mạnh tụi nó rồi. Ui, cái pha đó thầy làm ghê quá, thầy đánh. Bắt nó ông già su, bé cái su gì nha. Thầy bé quá. Em đi, em đúng rồi, em đi, oh yeah, baby, oh yeah. Trời ơi, thầy đánh con Yasuo mà gọi tao nó mày vẻ lạ lướt, phải lên, nó nuột gì đâu nuột. Cứ mát cuối rồi, phải thầy làm hết con mẹ nó rồi. Không mà cái công 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 của game này là điểm Evelyn công lớn lắm. Evelyn, phải vinh danh Evelyn mới được. Vinh danh Evelyn nào, Evelyn nào. Lãnh đạo tài tình. Có hơi chửi xíu nha, bạn này là bạn này có tương lai đánh đánh bom một cha Maybelline nè, nhưng mà có hơi chửi chửi tục chút xíu đó, cho nên thầy sẽ đánh tuy hay nhưng thích lăng mạ đó, thầy là đâu đó rõ ràng đúng không, khen là khen cái trình hay này nọ kiểu ok vinh danh liền đó, còn cái thái độ mà gọi là lăng mạ người khác tiêu cực report liền, tuy là hay thì có hay thiệt nhưng mà chơi hay mà để mà cái này người ta gọi là ông Evelyn gọi là gì ta, có tài mà đéo có đức để mà report liền, phải làm như vậy, phải làm mấy lần như vậy cho ổng, mà kiểu như ổng gọi là ổng phải nhìn ra được, nhìn nhận ra được cái điểm yếu của ổng hiện tại bây giờ là chỉ là gọi là cái tính nóng nảy như là mà thằng cái ông quan công thôi, tính nóng quá, hư bột hư đường đó, nói chung vậy là hư bột hư đường hết, cố gắng kiềm chế là cảm xúc nghe em đi đó, tuy là em đánh hay thiệt nhưng mà em như vậy là em sai, em như vậy là em hơi sai chút xíu thôi, hơi sai chút xíu, mà cũng cảm ơn em nha, cũng cảm ơn em đã gánh thầy trận này, thì là không gánh nhiều cho lắm, thì là cũng không đến nỗi mà gọi là quá gánh đi, nhưng mà cũng là cảm ơn em, cảm ơn người ta ke gánh tụt gạc mặt cười, gánh tụt cả. Cảm ơn em, gánh đâu mà gánh, thầy cũng làm nhiều thứ lắm bộ, để mà thầy thầy nói quá trời luôn, tại vì tụi nó không nghe, tụi nó không chịu nghe thầy thôi, tụi nó đánh cái gì đó mà ẩu phải luôn, đánh cái gì mà ẩu tả quá. Vinh danh là một chuyện, thầy vinh danh người ta là một chuyện, vinh danh là do nó vinh danh là cái thứ nhất là do cái trình nó đánh người vinh hay, nó có thể nó có khả năng tạo được biến tốt, ok vinh danh liền lãnh đạo tài tình đó, nhưng mà thì mà cái mà gọi là đức tính mà gọi là lăng mạ người khác là thầy không chấp nhận được, thật sự mà nói luôn, đối với thầy là tính về cái mặt mà gọi là đánh giá một con người, đánh giá một thằng game thủ như thế nào đó, thầy đánh giá qua đạo đức trước, phẩm chất trước, phẩm chất thằng này không tốt report, thầy report là để làm cái gì, để cho nó biết là ừ thầy report nó là cái lý do là tại vì nó hay chửi người khác, để lần sau tự kiểm điểm bản thân của nó, là nó nói nó phải tự kiểm điểm bản thân với nó là nó
Mai mốt là mình phải hạn chế cái tính đó lại để mình mới có thể mà phát huy được cái sức mạnh tiềm năng trong con người của mình đánh hay được. Mình phải bỏ cái nào xấu thì mình bỏ đi thôi, cái đó là chuyện bình thường mà em, đâu có gì đâu. Easy. Thầy mà đánh giá vui như bắt cơ vậy đó. Thế ra cái thằng lồn kia nói thì mày comment một cái câu mà ai cũng biết luôn á, ai cũng biết cái con Yasuo của thầy nó ghê, nó nổi như vậy luôn đó. Bớt bớt cái comment, bớt bớt những cái pha comment thì mà dư thừa đó đi tụi em, thiệt K7 cái gì nữa, comment mà dư thừa quá nha. Nào là thầy ba đó đẹp, bớt đẹp trai lại đi, chết con mẹ đẹp trai mà sao mà bớt được. Rồi thầy ba đánh con Yasuo bớt hay lại đi, mẹ đánh hay lại để mà tiềm ẩn trong con người của thầy rồi mà sao mà bớt được. Với lại mấy cái đó là thầy biết hết á, nào là đánh hay, nào là đẹp trai, nào là dạy giỏi, rồi nói chung là nhiều cái, nói chung là những cái đức tính tốt và những cái đức tính mà gọi là nổi trội của thầy á, tụi mày khỏi nói, tụi mày nói thừa thãi lắm. Thầy biết hết, thầy tự biết con người này, cái thân thầy có cái điều đó.